Xin chào các con. Cô rất vui khi được làm quen và đồng hành cùng các con trong lớp học tiếng Việt của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, trong bài học thời gian biểu ở video trước, chúng mình đã được tìm hiểu phần đọc và viết. Ở bài học hôm nay, các bạn sẽ đến với những phần còn lại. Trước tiên, đó là phần luyện từ các bạn hãy cùng cô quan sát vào bài tập sau đây nhé nhiệm vụ của chúng mình là tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của trẻ em và những từ ngữ chỉ tính nết của trẻ em các bạn cùng thực hành với cô nào sau đây là gợi ý của cô cho những từ ngữ chỉ hoạt động của trẻ em. Cô có từ đọc sách, xem hoạt hình, tập múa, tập thể dục. Nào, các bạn cùng đọc lại với cô nhé. Đọc sách, xem hoạt hình, tập múa, tập thể dục bên cạnh đó các từ chỉ tính nết của trẻ em cô có ngoan ngoãn chăm chỉ tự xác thành thật nào cùng đọc lại với cô nhé ngoan ngoãn chăm chỉ tự xác thành thật trong số các từ trên chắc hẳn chúng mình đã nghe qua một vài lần tuy nhiên cũng có những từ nhiều bạn chưa hiểu được nghĩa của nó ví dụ như chăm chỉ nghĩa là nỗ lực cố gắng làm một việc gì đó để đạt hiệu quả cao ví dụ chăm chỉ học tập để tiến bộ chăm chỉ tập thể dục để có sức khỏe tốt Bên cạnh đó, mình còn có từ tự xác là những việc nào của mình, những việc mà mình tự hiểu thì tự thực hiện mà không cần ai nhắc nhở, đốc thúc. Còn thành thật là gì nhỉ? À, có thể hiểu đó là đức tính thật tha, không gian dối. Tiếp theo, Chúng mình cùng nhau đến với phần luyện câu. Với những từ mà cô và các bạn đã tìm được ở bài tập trên, các bạn có thể đặt câu theo suy nghĩ của mình. Lưu ý, các câu cần phải có nghĩa tránh trường hợp quá dài dòng. Nếu là câu mà các bạn viết vào vỡ, thì phải viết hoa chữ cái đầu câu và có dấu chấm kết thúc câu nhé. Ở đây cô sẽ làm mẫu cho chúng mình, các bạn cùng đọc với cô nào. Bạn Lan đang đọc sách. Bạn Mai rất chăm chỉ. Lại một lần nữa nhé. Bạn Lan đang đọc sách. Bạn Mai rất chăm chỉ. Quan sát vào hai câu trên, chúng mình thấy có xuất hiện từ chỉ hoạt động là đọc sách, từ chỉ tính nết là chăm chỉ. Rất giỏi, dựa trên sự hướng dẫn của cô và bài tập vừa rồi, chúng mình có thể đặt thêm nhiều câu hay hơn. Ở lớp, cũng có thể chơi trò thi đặt câu với các bạn trong nhóm của mình nhé bây giờ cô trò chúng ta cùng đến với phần tiếp theo nói và nghe các bạn cùng quan sát vào tranh dừng video lại ít phút giúp cô nhắc lại lời của bạn nhỏ nhé à rất tốt bạn nhỏ đã nói a à, cây này lớn nhanh quá vậy theo các con bạn nhỏ này nói với thái độ như thế nào a à, đúng rồi đấy bạn nhỏ nói với một thái độ rất ngạc nhiên thích thú vì sao chúng mình phát hiện điều đó nhỉ đúng rồi vì bạn có sử dụng tiếng a để bày tỏ sự bất ngờ cùng với giọng điệu có phần thích thú vui sướng, đặc biệt tiếng quá ở cuối câu cũng thể hiện cảm xúc của bạn ấy nữa đấy. Vậy thì khi nào chúng mình cần thể hiện cảm xúc ngạc nhiên nhỉ? À, phải rồi, đó là khi mình gặp một sự vật, một sự việc nào đó đang diễn ra mà mình không biết trước và có cảm xúc bất ngờ với việc ấy. Khi nói lời ngạc nhiên, chúng ta thường đi kèm với những cử chỉ điệu bộ giọng điệu ánh mắt để thể hiện cảm xúc của mình ví dụ như ngạc nhiên khi được nhận quà thì chúng mình thường mở to mắt giọng điệu thích thú âm lượng lời nói cũng lớn hơn bình thường hoặc có thể nhảy lên vì vui sướng các bạn có thể luyện tập nói thêm nhiều câu trong đó có bày tỏ thái độ ngạc nhiên của mình với bạn bè nhé tiếp theo chúng mình cùng quan sát vào màn hình đây là hình ảnh mẹ đi chờ về và thấy con gái quét nhà cùng chú ý vào lời của người mẹ nhé a à, con gái của mẹ giỏi quá có thể thấy trong câu xuất hiện tiếng a thể hiện sự bất ngờ với những gì mà người mẹ đang chứng kiến nhưng Câu nói lại có nội dung khi ngợi sự chăm chỉ của con. Vậy, theo các bạn, thì chúng mình cần nói lời khen ngợi khi nào? À, chính xác, đó là khi mình làm việc tốt, làm việc có ích, khi mình chăm chỉ, ngoan ngoãn và rất nhiều những trường hợp khác, phải không nào? Vậy, nếu các bạn được khen ngợi, thì các bạn sẽ làm gì? đúng rồi chúng mình cần phải biết cảm ơn vì những lời khen chính là sự ghi nhận hành động của chúng ta và đôi khi đó là động lực để giúp chúng mình cố gắng nhiều hơn nữa và để củng cố lại phần này cùng cô phân biệt đâu là lời khen ngợi đâu là lời ngạc nhiên nhé bài tập vừa rồi cũng đã kết thúc bài học hôm nay của các bạn cùng đón chờ phần tiếp theo ở những video sau nhé bây giờ xin chào và hẹn gặp lại